Hello, xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Gia. Eu estou cozinhando furro de bombom para comer com a couve. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tô Ly Phong. Hôm nay mình sẽ nấu món rau xào với ăn với bột phun. Bạn Gia thì đang đánh phun đây rồi. Còn bây giờ mình sẽ ra kia để hái rau. Hôm nay các bạn xóm suối lại tiếp tục được thưởng thức món rau xào của tí nữa mình sẽ hướng dẫn bạn Gia là sẽ xào rau. Còn bây giờ mình sẽ đi ra kia để hái rau cải. Sau này thì mình tỉa đi thôi, để sau này nó lên ngồng. Hôm nay mình sẽ xào rau nhiều một chút để cho các bạn ăn. Aquí estoy cortando a couve. Để cho nó chảy mỡ ra vại đi, xong rồi là mình sẽ xào rau. Rau cải xào thôi, xào là hợp nhất, các bạn dễ ăn. Còn rau cải mà mang nấu canh thì khả năng là có nước là các bạn ấy không ăn được, các bạn ấy khó ăn hơn. Hello, xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Manny.
các bạn ấy, hôm nay sẽ cải thiện bữa ăn là rau xào với thịt. Nhìn rất là ngon. Bây giờ nó chảy tan hết mỡ ra rồi. Thì mình sẽ chuẩn bị, bạn Dìa sẽ thái rau xong rồi mình sẽ xào. Chỗ này dưa của các bạn trồng đã lên rồi. Các bạn trồng hai cây lên cả hai cây nhưng vẫn bị chết nhiều mọi người ạ. Tại vì là do là sâu nó ăn không thể tránh được, như hốc chỗ này cũng chết, nhưng mà được cái là mình cũng đã bảo các bạn gieo số lượng rất là nhiều ở trên kia, nó để mình khi nào một cây nào chết ấy, thì mình sẽ đánh ở trên kia xuống. Còn đây là bạn nuôi tồn đang rào chỗ này vào. Chỗ này dưa của các bạn bắt đầu lên hết rồi. Xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Milton. Hoje trabalhamos fechar a cerca da mesa do pepino para quando crescer gato não vem não roubar. Fechar bom bonito. Ok. Bạn, các bạn sẽ rào vào để tránh trộm nó ăn cắp dưa của các bạn ấy. Dưa các bạn ấy trồng thì lên rất là ok. Trança. Còn kia là mấy các bạn hàng xóm đến giúp đỡ. Bạn như tôi rất là khéo, khéo không có nói. Ở đây là hàng xóm là thanh niên là hai giúp bạn này. Tony Phương. Xin chào sai yêu. Chào. Thế đó đi. Vai cidade. Amanhã vi aqui de novo. Ok. Assim bom. Mấy cái xe này các bạn cắm lên là sau này là dễ lại lên lắm này. Xe mà cắm lên là dễ lên lắm. Đây bạn mua tồn này, giờ bạn sẽ dễ khỏe lên luôn. Cái cuối này mình cũng đã muốn dọn lắm rồi đấy, nhưng mà các bạn đang bận quá không dọn được. Các bạn ấy vẫn đang bận công việc ở trên kia vẫn chưa xong. Công việc mà ít nó đỡ hơn ấy, thì là mình sẽ bảo các bạn ấy dọn cuối. Các sinh thì depois amarrar. Só se tampar bom. Còn bên này bầu. Bầu sáng nay bạn nuôi tồn, bạn phải vớt bùn lên trên này. Vớt bùn lên để cho nó ấy, cho nó tốt. Cái bùn ở dưới này đất rất là tốt. Chỗ này cỏ đã lên hết rồi. Chỗ này các bạn ấy gieo dưa cũng lên hết rồi. Mình kiểm tra xem đất nó khô không, bảo các bạn ấy tưới. Còn bây giờ mình sẽ về kia để nấu ăn.
Sani aqui. Ôi thôi, phí quá. Thả bông, phí quá một miếng thịt bắn ra ngoài. Thơm lắm mọi người. Xuân lấy bông. Tinh đen từ tinh bue quá. Không trồng rau thì không rau ăn mọi người. Hôm nay các bạn sẽ được cải thiện ăn món rau xào. Cozinha. É se você falar como? Frita. Frita. Igual a Sussu. Sim. Não tem frita assim. Aqui cozinha de secar. Que não vai lá água, você não quer? Não. Não vai lá água? Não, ele saiu água. Bạn đang hỏi là xào rau này nó có khô không? Thì mình bảo là không vấn đề gì, cái này nó sẽ tự chảy ra nước thôi. Lửa to thì ăn nó sẽ thơm hơn. Phải có được một tay sali. À, xin xô. Hôm nay có cái song mới nữa. Song mới, bắt đĩa mới. Đồ dùng cũng toàn bộ là mới hết. Hôm qua là Mạnh Thường Quân cũng đã ủng hộ để mua cho các bạn ấy. Hôm nay các bạn ấy xoong có xoong to nấu. Hôm nay các bạn ấy nấu phun là nấu xoong nhỏ, tại vì nó có 4 người ăn thôi. À, đi đi phun. Milly ơi, Milton ơi. Vâng. Milton là bạn đang vừa mới xong rồi đấy, bây giờ về đây là sẽ ăn.
Hay là bạn ngoài kia bạn ngửi mùi thơm rồi bạn ấy biết đường về. Tân Phong. Ơi. Một sức có riêng rau cây. Rau cải. Ôi thì tên tù cô mẹ. Không cải. Okay. Nhà riêng ra cô mẹ buê rồi. Rau cải. Đây. Mình sẽ lếm thử xem nào nó mặn hay nó nhạt. Các bạn ăn mặn thì mình sẽ cho mặn thêm một chút nữa. Thơm, ngon. Nấu nhạt là các bạn không thích ăn nhạt thì các bạn chỉ kiên mặn thôi. Come para. Depois de novo. Volta mais. Já tem quatro. Quatro, cinco. Sim. Onde foi? Vẫn còn nóng hổi mọi người. Esse que é melhor que é o do primeiro. Lá, acabou. À, mình cũng đã xào xong rồi. Một lát nữa là các bạn ấy, bạn kia sẽ quay ra chia phun cho các bạn ăn thôi. Là các bạn ấy sẽ được thưởng thức món rau. Một rổ rau to như vậy mà đến lúc chia ra, sau khi chia ra nhưng mà nấu lên ấy là được ít lắm mọi người. Nó sẽ ngót lại về rất là ít. Eu tá aqui. Zau cai ngon. Zau ngon. Rất ngon. Tôi có lẽ tôi phải complicar servir com ele. O menino tem a dúvida que ainda não cozinha. Já? Já. Ai, lão quá. Nenê! Tony Fong! Nha, que é? Conê, dá o conê, galera. Tony Fong, como é que funciona você? Tony Fong, você já foi muito grande. Tôi không biết tôi nào không muốn được qua lên này. Sì, sì, sì. Nhiều tuần này. Ê! Tôi nên tôi nó phòng. Tôi nên cái này. Tôi nên tôi nó không muốn được qua lên này. Tôi nên tôi nó không muốn. Tôi pha mỡ olio, aqui mete mỡ olio. Nó chega,
Nên đây con me xinh đấy, da dáng cháu rất là da dáng. Vậy vậy nên nè. Con lấy cái sao con lấy cái nào vừa comprar. Sí, dale nè. Mình đấy, mình xào như nhiều muối như vậy rồi mà bạn Gia vẫn ăn cảm thấy nhạt. Bạn vẫn cho thêm muối. Tôi cho thêm muối. Rất là ngon. Tôi xong cô gì nhỉ? Tôi pháp cô xinh bông. Vâng, con rau cay rất ngon. O Beni disse, o Tony fez que cozinhar, eu não cozinho, meu irmão não corta sal, Beni você. Aqui, Beni. No da Milton. Nenê. Nenê quero mais. Milton, sente como falar. Como é o primeiro, hein? É o mais rápido. Sani, quer o mais? Tá bom. Sani, tá bom. Outro quem? Eu não sei. Não, veja ali. Gió cánh, rất là ngon. Gió cánh rất là ngon. Rất là ngon. Đúng rồi. Ngon. Thay mặt tất cả các bạn ở xóm suối, mời tất cả mọi người ăn cùng với các bạn ở xóm suối. Dia cozinha bom fun. Xin tạ kì. Đà, là tôi phải. Cháu rất là thích ăn rau đấy. Bánh kem thì do jeito que a conversa cozinha, não pode ficar mole, 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 não. Mai. Panifá? Você fala assim tudo bem? Ah, eu senti muito bem. Panifá cozinha muito bom, muito bem gostoso. Sali é, o sali tá bom, o sali mediu bem, não tá salgado, também não farta, assim tá bom. Zanangon? É, Zanangon. Do Zanangon. Tá, Zanangon. É. Como o Tony faz pra cozinhar? Milton, bạn vừa làm xong ở bên kia, rào xong bên kia thì bây giờ bạn quay trở lại đây. Tất cả những chỗ này cũng đều rào hết vào. Những hố đây là phải đào sâu xuống, không là đến mùa mưa là nó đất nó sẽ rất là mềm, hàng rào nó sẽ bị đổ. Tên tù về. Vai muito alto. Bom, aqui passar a moto. Tá, tá lá, alto, tá, bom. Tá, tá lá. Aqui, sim. Baixo. Ok. Bye bye, hàng cặp là mang quay á. Bây giờ bạn Milton là bạn sẽ là tiếp tục làm. Chỗ này là cái chỗ cánh cửa của mình. Chỗ này là cánh cửa. Esporta bem grande. Moto passar, às vezes o Tony Fan trazer uma coisa, passar num colar. Ok. Chỗ này là mình làm cửa để mình đi vào xe máy để vào trong kia. Mình làm cửa.
Còn bên này là vợ chồng bận ria, đang chồng thì tưới rau, còn vợ thì nhổ cỏ. Ở bên này rau của bạn một luống chết cũng mất mấy cây. E começa a dar bem muito rápido. Các bạn ấy sới bằng cuốc cũng rất là nhanh. Ở phần dưới này cũng vậy, các bạn cũng vừa phải sới qua. Assina do dentro aqui, vê. Você cava cuidado, não muito junto, porque abre o teja, pepinho morre. Mình đang vừa bảo các bạn ấy sới, nhưng mà sới cách xa cái gốc cây dưa ra, không thì là nó động vào gốc cây dưa thì rất dễ bị chết. Con Di ơi, bye bye mọi người. Bye bye tất cả các bạn, quay gặp lại các bạn mọi người nha. Ok, tá carretado, vai carregar nas coves. Por hoje é tudo. Bye bye Manguanha. Hôm nay mình đã cải thiện bữa ăn cho các bạn, nên là mình xào rau. Xào rau để các bạn ấy thưởng thức món rau chính tay các bạn ấy trồng ra. Các bạn ăn thì rất là ngon. Còn bây giờ video của mình đến đây kết thúc. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.